Tin nóng, con rể dùng súng bắn bố mẹ vợ ở Sơn La, ba người thiệt mạng. Thông tin với phóng viên cuối chiều 28 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ súng nghiêm trọng khiến ba người tử vong. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 chiều cùng ngày tại địa bàn xã Lóng Phiêng. Vào thời điểm trên, một người đàn ông đã dùng súng bắn hai người tử vong. Sau đó, nam nghi phạm đã nổ súng tự sát. Người dân địa phương bàng hoàng trước sự việc, xác định ban đầu nghi phạm là con rể đã nổ súng bắn bố mẹ vợ tử vong, lãnh đạo huyện Yên Châu thông tin. Tiếp nhận thông tin, các cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ vụ án.